Cái chăm sóc nắng giữa cẳng tay của bệnh nhân bằng một tay và thực hiện vận động ra phía trước với một góc xấp xỉ 45 độ. Để tăng tầm vận động lên 90 độ, người chăm sóc đứng sang bên cạnh bệnh nhân, một tay nắm giữ xương bả vai của bệnh nhân và tay kia nắm giữ xung quanh cánh tay của bệnh nhân từ phía dưới. Cánh tay của người chăm sóc hoạt động như mặt phẳng, nâng đỡ cho tay của bệnh nhân. Điều này cho phép tầm vận động lên đến xấp xỉ từ 160 độ đến 180 độ. Vận động ra ngoài của cánh tay cũng được thực hiện theo cách nắm giữ này. Người chăm sóc một tay giữ cánh tay và tay kia nắm giữ cẳng tay của bệnh nhân. Phần cánh tay hay đúng hơn là khuỷu tay được gập lại và duỗi ra. Các bài tập cho các hoạt động hàng ngày bao gồm cử động tay về phía miệng, mũi và trán. Người chăm sóc dùng một tay nắm giữ cánh tay bên liệt và tay còn lại nắm giữ cẳng tay bên liệt của bệnh nhân. Đầu tiên, cẳng tay và cổ tay được vận động vào trong và ra ngoài. Bệnh nhân phải được chủ động thực hiện những động tác này và tập trung vào nó. Người chăm sóc nắm lấy phía trước cẳng tay gần với cổ tay và vận động bàn tay bệnh nhân lên trên và xuống dưới. Cùng với cách nắm giữ tương tự, bàn tay bệnh nhân được vận động sang phải và sang trái nhẹ nhàng. Người chăm sóc ngồi ở bên bị liệt của bệnh nhân, một tay giữ chắc cổ tay của bệnh nhân, tay kia thả lỏng xung quanh ngón tay cái của bệnh nhân và vận động ngón tay cái theo một vòng lớn từ trên xuống dưới. Tiếp theo, người chăm sóc nắm các ngón tay của bệnh nhân từ phía bên ngoài, giúp bệnh nhân nắm và xòe bàn tay.